xin hỏi đây là số mấy vậy? Số 101. 101. Ôi trời ơi. Anh quay đầu lại đi. À, không phải. Ý tôi là anh nhìn ra đằng sau đi. Sau khi tôi uống say, tôi đã về chỗ cũ bấm mật khẩu. Anh có thể thông cảm đúng không? Không hiểu. Tôi thành thật xin lỗi mà. Anh mới tới đúng không? Anh là ở khoa nào? Tôi là bác sĩ nội trú, bác sĩ ở khoa ngoại nhi. À, là bác sĩ nội trú mới tới đúng không? Hôm qua tôi về sớm nên không gặp anh. Tôi là nghiên cứu sinh năm 2, Cha Du Sơ, khoa ngoại nhi. Cậu là hậu bối của tôi, đúng không? Đi thẳng tới cửa hàng tiện lợi, quẹo phải đi tiếp là được. Hả? Ngang qua cửa hiệu giặt đồ là phải đi thẳng nha. Cậu đang xem thường lời tôi nói hả? Sao mà cậu coi thường tôi như vậy sao?
là chủ nhiệm Nam Chu Dân. Rất vui được gặp anh, tôi là y tá cao cấp Chu Dung My, mong anh giúp đỡ. Chuẩn bị phẫu thuật chờ anh chị đi. Giáo sư à, tuy chỉ là ý kiến của cá nhân tôi thôi, nhưng với anh chị đó, tôi nghĩ con bé nên tiếp nhận điều trị thần kinh trước sẽ tốt hơn đó. Ý kiến cá nhân cũng chỉ là ý kiến cá nhân thôi. Phẫu thuật rất tốt, đối xử gan cũng không nghiêm trọng, trong vòng vài ngày tới vàng da sẽ hết dần, không cần lo lắng nhiều quá. Cảm ơn bác sĩ. Mỗi 3 tiếng cho bé uống 20cc sữa, kiểm tra tiền nữa. Dạ. Cô còn ghi lại sao? Tôi đang ghi lại ở đây nè. Anh nói lại quá trình kiểm tra thử đi. Minh Du Dương phòng số 1001 sử dụng biến thể kháng thể của Sevrazifren thế hệ thứ 2. Sa Hương Ương phòng số 1103 kiểm tra siêu âm dùng thượng vị, hôm nay nhất định phải hội chuẩn NST. Bác sĩ, bệnh án không phải là tài liệu để luyện não. Anh nhất định phải ghi lại ghi lời bệnh. Kể đi. Phim88.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Trùng học nó rất thích các loài bướm đó.
chứ. Con bé thông minh mà, nó sẽ hiểu được thôi. Có thể như vậy thì tốt quá. À, không phải, cũng có thể là do tôi quá tham lam thôi. À, cô chờ một chút. Ê, bác sĩ bác. Cái gì? Từ từ thôi, nói lại một lần nữa.
được chứ. Yeah.
hay mà. Cậu được ai cho phép mà chấp? Giáo sư. Giáo sư. Bỏ ra. Bỏ ra. Giáo sư à. Cười sao? Không nghĩ tôi đang giỡn hay sao? Hả? Giáo sư ơi, giáo sư à, không đúng. Mà nói là anh sai rồi đi. Ngay cả sai chuyện gì cậu ta còn không biết thì nói được sao? Cậu nghĩ bệnh nhân không sao là được sao hả? Tuyệt đối không phải. Hôm nay may mắn là hai đứa không sao. Nếu không may thì hai đứa đều có thể xảy ra chuyện chết gì cậu đó. Càng tồi tệ hơn, bác sĩ không quan tâm tới bệnh nhân. Chính là bác sĩ không biết phân biệt đúng sai. Người không có khái niệm gì như cậu. Người mà sẽ chết, bác sĩ cũng sẽ chết. Bye.
sĩ à? Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Sư môn nhà tôi nhờ có bác sĩ mà mới sống lại được. Tôi nhất định sẽ sống tốt với sư môn. Hơn nữa, nó nhất định sẽ trở thành một người ưu tú như bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ.
lo. Được vậy thôi. Có dự cảm không lành rồi. Hình như là không có chuyện gì, nhưng lại kêu em diện phiền thì đất. À,
cách giải quyết mà. Cảm ơn chị Phó. Cảm ơn anh. Nhưng mà liệu viện trưởng có để yên không vậy? Tôi nghĩ đi nghĩ lại, hình như lòng dạ cậu rất đen tối đó. Hôm qua tôi về nhà xông vào nhà cậu rồi ngủ luôn, vậy thì cậu nên đánh thức tôi dậy mới phải chứ. Cậu có gọi tôi không? Coi kìa, nói đi, sao cậu không gọi tôi dậy? Tại con ngủ say quá trời luôn rồi. Đùa gì vậy hả? Có phải cậu nhìn thấy tôi cởi đồ nên không gọi đúng không? Ôi trời, cái tên này, ôi trời, cái gã nham hiểm, cũng có con mắt đó. Cũng phải, biệt hiệu của tôi. Rốt cuộc là thần nào? Tôi cũng không biết là thần gì. Đồ nguy hiểm, chán thiệt đó. Không phải để xem cô cởi đồ, mà tôi đã nhìn mặt cô. Nhìn mặt? Sao lại nhìn mặt tôi? Cô đẹp quá. Vậy tôi cảm thấy khuôn mặt dưới anh trăng đẹp lắm. Cái tên này cũng biết xã giao đó. Nè, cậu cũng biết xã giao mà. Được đó. Thank you.
giận sao? Đừng có giận mà, tôi đã nói là tôi sai rồi. Nhưng mà cậu có thể nói tại sao cậu như vậy không? Lẽ nào cái đó là mối tình đầu tặng cho cậu, đúng không? Quá sai là như vậy. Bác sĩ ơi, đi anh ICU đi. Dạ. Cái tên này cũng nóng tính quá đó. Nghe đó anh khẩn cấp mở hội nghị của viện sao? Vấn đề trưởng khoa cô đúng không? Phải. Tuy trưởng khoa cô có phần uẩn khúc, nhưng vì vấn đề này cũng thật sự là nghiêm trọng. À, tạm thời cứ cho qua đi được không? Nếu khoa ngoại vi trở thành đề tài bàn tán, đối chúng ta mà nói không ích lợi gì hết. Vậy ý anh là vấn đề đó cứ vậy mà cho qua sao? Sẽ gây ra sự hiểu lầm nhiều hơn nữa. Vấn đề thật là vô lý. Dạ tôi biết, nhưng hội đồng quản trị sẽ không dễ dàng hiểu được. Để bác sĩ Maxion không bị đuổi, anh phải cẩn thận đó. Không cần lo lắng quá đâu, hiện giờ đường ruột vẫn chưa thích ứng được. Điều đó anh nghĩ là sao vậy? Đường ruột vẫn chưa hoạt động bình thường được. Hơn nữa, thể trọng của bé vẫn chưa tới 550 gram, tình trạng bụng cũng không tốt lắm. Tình hình sức khỏe như vậy không phải là tốt, nên không thể tiến hành phẫu thuật được. Như vậy con phải thử một lần đi. Có khi nào... Tôi xin lỗi, dù cho phẫu thuật khả năng sống sót của bé cũng rất thấp. Bác sĩ à, sẽ kết luận giống tôi thôi. Xin gia đình hãy chuẩn bị tâm lý đi. Phim tập 8.com xin hân hạnh giới thiệu đến các bạn bộ phim này. Sao viện trưởng quý của hợp không? Tôi nghĩ xử lý vấn đề của trưởng khoa cô liệu có làm xấu mặt của chúng ta hay không. Vì vậy tôi quyết định lặng lẽ cảnh cáo anh ta. Đây không phải là việc nên cảnh cáo, đây là chuyện liên quan đến tính mạng bệnh nhân. Tôi hiểu là cậu muốn nói gì, nhưng mà trưởng khoa cô cũng là người thân của chúng ta. Từ khi nào trưởng khoa cô trở thành người nhà gì? Dù sao thì anh ta cũng là trưởng khoa của khoa ngoại nhi. Có phải là gì bác sĩ không? Dùng điều kiện tiếp tục dùng bác sĩ để thay cho trưởng khoa cô. Tôi không thể tiếp tục nhận việc trưởng phá trở quy tắc gì bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi, tôi sẽ xử lý theo cách của tôi. Giáo sư Kim, anh có việc gì sao?